qua chặng đường 10 năm, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành sự kiện văn hóa giải trí tầm cỡ, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt từ năm 2017, với sự tham gia của Sun Group trong vai trò đồng tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng JFF đã có những bước tiến đáng kể cả về quy mô và chất lượng chương trình. Đứng đầu top 5 sự kiện văn hóa giải trí tiêu biểu trong năm 2018 do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức bình chọn và công bố. Cái lễ hội pháo hoa này thì đã có phần cái rất là tích cực trong việc thúc đẩy tăng cả lượng du khách đến với Đà Nẵng. Bên cạnh đó thì nó cũng thu hút đầu tư đối với cái việc phát triển du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Cái thương hiệu pháo hoa quốc tế Đà Nẵng xứng tầm cái đẳng cấp là thương hiệu du lịch ở khu vực và trên thế giới. Năm nay DFF cũng đã có một cái bước chuyển mình rất là lớn, bởi vì chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh 10 năm với con số rất là dài. Chính vì cái lẽ đó mà ekip đạo diễn của chúng tôi đã suy nghĩ rất là nhiều và cái ý tưởng những dòng sông kể chuyện được ra đời. Thông qua những cái đội thi, chúng tôi muốn mang cái hình ảnh dòng sông của các nước, và chính những dòng sông tại Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều cái điều mà chúng ta tự hào, để chúng ta có thể dùng âm nhạc, dùng những câu chuyện văn hóa và dùng những cái màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt để chúng tôi có thể kể được cho tất cả quý vị khán giả nghe về tất cả những cái màu sắc, những cái câu chuyện lịch sử của những dòng sông mang đến cho con người. Lấy cảm hứng từ biểu tượng những dòng sông, sân khấu DIFF 2019 được thiết kế tạo hình đầy tính nghệ thuật, kết hợp cùng với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, hứa hẹn dẫn dắt du khách qua mọi cung bậc cảm xúc trong hành trình dạo qua các nước trên thế giới. Được diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2019, DIFF 2019 với 5 đêm tranh tài theo chủ đề đầy hấp dẫn của 8 đội pháo hoa quốc tế đến từ các nước như Việt Nam, Nga, Brazil, Mỹ, Phần Lan, Ý, Anh và Trung Quốc. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 mang đến cho khán giả những câu chuyện lôi cuốn và đầy cảm xúc qua mỗi đêm diễn. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng quy mô, đẳng cấp với sự góp mặt của hàng loạt các tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu như Hồng Nhung, Thanh Lam, Hồ Ngọc Hà, Phương Linh, Đoan Trang, Tùng Dương, Uyên Linh, Quốc Thiên, v.v. Bên cạnh những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, người dân thành phố Đà Nẵng và du khách còn có cơ hội tham gia vào chuỗi hoạt động đồng hành thú vị với những nét chấm phá mới trong năm 2019. Cuộc thi nhảy Flash Mob với chủ đề Sống Tuổi Trẻ, với sự tham gia của hàng trăm nhóm nhảy đến từ các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng trên khắp cả nước, góp phần tạo nên một sân chơi điểm nhấn đầy bổ ích và ý nghĩa cho thế hệ trẻ Việt Nam trong mỗi dịp hè đến. Bốn đội xuất sắc nhất cuộc thi sẽ tham gia tranh tài trước đêm chung kết DIFF 2019. Lễ hội Carnival đường phố sôi động với những màn trình diễn ấn tượng. Lễ hội Beer Festival ngập tràn hứng khởi tại Sun World Banana Hills diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 5 tháng 9. Với sự đầu tư bài bản và đổi mới qua từng năm, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng JFF đã và đang khẳng định sức hấp dẫn của một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu trên toàn thế giới.